Và để tiếp theo một lần nữa. Cái bạn này muốn anh xuống chụp ba ô hình này. Rồi muốn xuống chụp ô hình phải không? Rồi xuống liền, rót đi chơi liền luôn đó. Hoài Dương sẽ cùng với nghệ sĩ Xuân Trang xin gửi đến các anh chị và các bạn với một bài vọng cổ quen thuộc dễ thương. Bài vọng cổ đó mang tên Bánh Ui, lộn. Bài vọng cổ đó mang tên Cô Gái Tưới Đậu. Bây giờ con trai ở Bình Dương thành phố mới qua Long An mình cướp vợ nè. Là em ơi, xuống đây luôn đi em. Dạ, xin Trang gửi lời chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Chúc cho bé lúc nào cũng xinh đẹp, chăm ngoan học giỏi. Bài tân cổ bánh Cô Gái Tưới Đậu xin về cùng thưởng thức. Cô ơi cô. Dạ ơi. Làm ơn cho tôi hỏi thăm chút xíu. Dạ, anh hỏi thăm gì vậy anh ba? Dạ, tôi từ ở thành phố mới Bình Dương. Tôi đi qua Long An. Cho tôi hỏi thăm đường nào về ngã ba Mỹ Hạnh với em. Dạ. Ủa? Anh ba cứ chạy qua bên đường này nè, đi thẳng. Rồi anh quẹo phải. Quẹo phải. Tới luôn anh ba ơi. Phải không? Dạ. Trời đất ơi, con gái Mỹ Hạnh công nhận chỉ đường nhiệt tình ghê đó. Cô ơi. Dạ ơi. Bây giờ sáng sớm ở đồng ruộng quê mình cô có nghe gì không? Em không có nghe gì anh ơi. Đây nè. Nghe nè. Nghe đồng bền bông thênh thang, trên đất dòng là mầm đậu lên. Sáng nay nắng ấm trời êm, đồng xanh là xanh sắc la. Mắt em hay sắc trời, tan tình tan. Anh nhìn người ta tan tình tan. Cô em ơi, anh đâu có dám đi ngang về tắt mà không hỏi chủ. Mai là nhờ bà con ở thành phố mới Bình Dương ta điềm chỉ, cho nên anh mới nhìn kỹ coi có phải em không. Nhìn kỹ coi có phải em không nè. Công nhận con gái Long An dễ thương thiệt. Thì này chắc nước về Bình Dương luôn quá. Có đôi mắt nhung thâm trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dung si. Giờ tán mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Em ơi. Dạ. Chị Hạnh năm trước tương tự như em, dáng gì bình thường. Tôi thứ ba còn cô. Dạ em thứ sáu. Cô sáu. Anh ba khen thiệt là nói chơi vậy hả anh ba? Bấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Cô sáu là tôi mê liền vậy đó. Mê đàn bà hay là con gái? Tôi mê đất mê người, mê luôn nụ cười và giọng hò mái dài của ai? Dạ của bà má bay. Cô ở đây nghe. Để tôi xuống dưới này tôi nhậu với chính hữu các ơi. Chào với anh. Anh ba này cứ ghẹo em hoài à. Anh ba ơi. Dạ ơi. Anh ba ơi, gái là em tiếc thà như đêm. Dưới anh ba nhiều đừng đi tiếc quá cho buồn lòng. Cô Sáu à, nói trời có chút xíu mà sao cô giận cô hờn. Vậy chứ sao anh ba? Anh muốn hỏi em có chuyện thăm canh lương vụ, cây lúa trồng đậu trồng cà có tốt hay không vậy mà. Nghe nói nè, đánh cho mi cúc nguy nhau, vàng má ruộng lúa hoa màu dương lan. Chứ mầm hạnh phúc mọc ở quê em, thay trời đổi đất cho trọn niềm ước. Cô thấy miếng đất xa xa rộng rộng tôi mới mua đó ha. Em thấy rồi. Trời, cảm ơn. Thôi. Cảm ơn anh. Miếng đất dài đường cày như son, cô má
phòng mà lòng kêu sơn. Gió đây mầm lên, đừng khen em mắc cỡ. Sao? Tính em là ai bắt đầu tan tình, tan tính tình ta. Tan tính tình là tình tính tan. Gái như em đây khó tìm, khéo tay mà dung bón. Thiêu chuyện thiêu chuyện trời xanh. Tan tình. Sao? Tan tính tình. Gì vậy cô? Anh ba à. À. Anh ba khen em quá thì bà con ở đây người ta rầy rồi người ta quở em á. Anh khen chứ đâu có chê đâu mà quở phải không chị? Chứ Xuân Trang gặp anh ba giữa đường giữa ngõ, Trang không hỏi, anh bảo con Trang này nó lập ra lẻ. Không có, anh thấy em dễ thương lắm á. Còn ở đây nói chuyện với anh ba cho tình hết nghe. Gọn lắm cô vậy Sáu sao? Hả anh ba? Ở đây tưới đậu hết buổi sáng hay sao? Anh nói em nghe nè, cây có gốc có cành mới xanh ra ngọn đúng không? Bây giờ Sáu cho anh ở đây tưới đậu phụ Sáu cho trọn cái buổi mới quen được không cô? Không Sáu được. Má em mới chửi chết á. Anh nói gì em không có hiểu. Em đi đây rồi tưới đậu kéo trưa rồi. Thời đất ơi, cô đi tưới đậu mà thấy té lên té xuống thấy thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Cô Sáu, anh hỏi em vài câu thì nó cũng đâu có làm lâu đôi chút, mà hỏi cái chuyện tăng gia sản xuất thì một lúc nó cũng xong mà phải không em? Em nói là không có được mà anh ba cứ nói hoài à. Chuyện em làm em hiểu, ở đây tưới đậu hoài đậu cà chưa yếu hết à anh ba ơi. Bà con Mỹ nặng cười chê em là bỏ qua màu, chỉ nói chuyện trai cả buổi. Tuổi trẻ chúng em làm cho quê hương mình đổi mới, làng xóm em vui non mãi muôn đời. Lời cô lại núi sông xanh trong đôi mắt, xanh trong lòng này. Cô Sáu, nói nghe nè, ở đây tiếp chuyện với tôi đi. Lỡ ngày mai đậu cà dưa có héo, cho heo ăn luôn quá anh. Trời đất ơi, đúng rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ cảm ơn các quý vị và các bạn rất là nhiều.